tại cá hấu hôm nay mình dẫn mọi người đến nhà hàng của asin trứng thành không ai mà không biết tại khu vực việt nam mình nha. không gian mang đậm chất trung hoa những cây bút và những cây dù nha mọi người không gian được 8 điểm đây là nhà hàng thứ hai của trứng thành a mà chích kình số 1 nằm tại đường võ văn tần căn thứ nhất nha đây là căn số 2 ở trước mình của làng có làm có clip qua đây là bếp trưởng của nhà hàng trứng thành nha đây là anh bánh ai biết thì để lại bình luận luôn menu thì theo thời điểm 4.0 nha nhưng máy tính bạn hơi nhỏ bị trừ một điểm xa tế ớt sắc rất là tinh tế có sẵn hết bây giờ mình quay toàn cảnh khu vực món ăn của nhà hàng trứng thành chức kinh à mà đây là các món ăn điểm tâm thường có tại tất cả các nhà hàng bạn đã đến đây thì để lại bình luận luôn rồi bây giờ thì bắt đầu ăn thôi bây giờ mình hướng dẫn mọi người ăn tiểu long bao còn gọi là xỉu lùng bao bánh bao này ăn là hấp nước nha cắn một miếng rồi cho một miếng gừng với giấm vô thì các bạn có thể cho vô miệng há cảo được 8 điểm nha Rất là bọng nước, da thì không dày Còn tiếp sau đây là món bánh cuốn tôm Đây là xong phần 1 nha Tiếp tục theo dõi phần 2 mọi người nhớ phụ